Tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Cần Thơ ghi nhận 48 ca nhiễm mới, trong đó 48 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Trong ngày có 27 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các trường hợp nhiễm COVID được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 20 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Lợi 6, phường An Bình 2, phường Thới Bình 2, phường Cái Khế 2, phường An Cư 3, phường An Khánh 2, phường An Phú 2, phường Xuân Khánh 1, tất cả được tầm soát y tế. Quận Bình Thủy ghi nhận 9 ca nhiễm mới, phường Bình Thủy 2, phường Trà Nóc 2, phường Long Tuyền 3, phường An Thới 1, phường Long Hòa 1, được tầm soát y tế. Quận Thốt Nốt ghi nhận 4 ca nhiễm mới, phường Thốt Nốt 1, phường Thạnh Hòa 1, phường Thuận Hưng 2, được tầm soát y tế. Quận Ô Môn ghi nhận 2 ca nhiễm mới, phường Châu Văn Liêm 1, phường Phước Thế 1, được tầm soát y tế. Quận Cái Răng ghi nhận 6 ca nhiễm mới, phường Phú Thứ 1, phường Lê Bình 5, đều được tầm soát y tế. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 1 trường hợp tại xã Vĩnh Trinh, được tầm soát y tế. Huyện Thới Lai ghi nhận 1 ca nhiễm mới tại xã Thới Tân, được tầm soát y tế. Huyện Phong Điền ghi nhận 2 ca nhiễm mới, xã Mỹ Khánh 1, thị trấn Phong Điền 1, được tầm soát y tế. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 3 ca nhiễm mới, xã Thế Hưng 1, xã Đông Hiệp 2, được tầm soát y tế. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.